Xin chào các bạn đã đến với kênh video của Phương. Hôm nay Phương sẽ hướng dẫn làm một bức tranh giấy xoắn cây tình yêu. Và để làm bức này thì các bạn cần có giấy Willin để làm một cái bức này ha. Rồi, kéo bấm, cây viết, keo sữa, cây xoắn và nhíp hẳn hay nhíp cong thì các bạn đều làm được nha. Cái kéo này ở nhà các bạn có ha. Rồi, và cái foil in. Rồi, đây là cái nền màu trắng. Các bạn làm size nào thì các bạn ra tiệm in cái size đó ra ha. Và chuẩn bị một cái bìa cứng size đó ha. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ dùng kéo cắt cái thân cây này ra và dán vào này. Có tranh Willin thì có rất nhiều cách làm. Có tranh thì các bạn sẽ làm trực tiếp trên cái nồi này luôn. Nhưng mà có tranh thì các bạn sẽ in trắng đen. Và có tranh thì các bạn sẽ in màu như vậy và các bạn cắt dán vào. Thì tùy theo tranh mà cách làm nó sẽ khác nhau. Rồi, bây giờ các bạn cùng cắt với Vương nha. Chúng ta cắt cẩn thận thôi nha các bạn. Rồi, Phương đã cắt cái hình thân cây rồi ha. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng lại tờ giấy này nữa nha. Chúng ta sẽ để nó lên, ướm nó lên cái nền như thế này. Rồi, mình dùng tay mình dịnh nó nha. Dịnh cố định cho nó cố định. Rồi, mình dùng cái nhíp, cái viết mực. Phương nói lộn cái viết mực nha. Mình sẽ can những cái đám cỏ lên. Khi can chúng ta cố tình đè mạnh lên nha, đặng cho nó có dấu nha. Mình đừng có đè nhẹ nha, đè nhẹ là lát nó không có dấu dưới là không biết làm á. Rồi, xong. Mình không cần phải can những cái đường nét này đâu. Tại vì một lát những đường nét này mình sẽ đi tự do. Mình không có can, mình can ra là lát mình đi lệch đường lắm các bạn. Những cái đường quá nhỏ thì mình không cần can nha. Rồi, xong. Đây, Phương sẽ quay cho các bạn. Có thể là các bạn không thấy được. Tại vì cái này là giống như là mình chỉ in ra thôi. In ra nhìn, nên mà, nè, cái hướng nè, các bạn thấy những đám cỏ không? Đó. Sẽ ra hình dạng như thế này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ dán cái cây này vào ha. Chúng ta sẽ lấy tờ giấy và nhìn vào cái cây nằm ở vị trí nào. Cái cây nếu như mà đặt vô thì vị trí ngay đây, ngay lõm này ha. Chúng ta sẽ kiếm cái vị trí chúng ta can. Đây, Phương đã tìm được vị trí rồi ha. Rồi, Phương chỉnh cây lại. Thank you.
sẽ dán cái cây hơi ngã ngã như thế này nha. Rồi, chính xác rồi đó. Cái cây này nó hơi ngã nha các bạn, nó không có đứng ấy nha. Rồi, cho keo sữa các bạn mua về thì các bạn cắt cho vuông một cái lỗ nhỏ thôi để mà nó có thể chúng ta có thể dán được ha. Cái này là do cái mặt của cái keo sữa nó bị khô rồi nên Vương gỡ đây nè nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cầm cái cây lên trét keo sữa. Tranh này thì đa số là sử dụng keo sữa nha. Còn hồ thì các bạn dán nó bị trơn, nó bị nhầy, nó khó dính lắm, nhưng nó sẽ làm ướt giấy luôn. Keo sữa này các bạn cũng nên dán ít thôi, dán nhiều nó ướt giấy. Còn hồ thì các bạn dán ít thì nó cũng bị ướt giấy nè. Tại vì lý do là hồ thì nó không phải là keo chuyên dụng để làm cái tranh này, nên là dán ít hay dán nhiều nó không bị ướt. Còn cái keo sữa này các bạn dán ít thì nó không bị ướt. Rồi, sau đó chúng ta sẽ canh cái vị trí lúc nãy mà chúng ta đặt xuống nha. Rồi, chúng ta đã có một cái cây rồi ha. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ làm cỏ. Các bạn sẽ nhìn vào cái phôi này, nó gồm có màu gì? 1, 2, 3 màu xanh ha. 2 màu xanh. Màu xanh thứ nhất là xanh, Phương nói nhầm nha các bạn, chỉ có 2 màu xanh thôi. Màu xanh thứ nhất là xanh đậm nè. Màu xanh thứ nhì là xanh nhạt hơn tí xíu ha. Đây Phương sẽ đưa cho các bạn xem. Đây. Rồi bây giờ chúng ta bắt tay vào viền nha. Để làm được cái cỏ này thì Phương lưu ý với các bạn một số điều trước khi làm. Là cho keo này, thứ nhất là các bạn bóp, khi mà bóp để mình cho nó ra keo ấy, thì chúng ta bóp ít thôi. Tôi sẽ nêu một cái ví dụ để các bạn hiểu. Cái này là keo khô rồi đó, mình gỡ ra mình bỏ cái lớp này đi. Rồi, tôi sẽ ví dụ cho các bạn hiểu. Như thế này là chúng ta gọi là bóp ít nè các bạn. Như thế này là sở dĩ lý do tại sao là bóp ít. Thì cái cỏ này kỹ thuật chủ yếu của nó là đi sợi. Mà đã là đi sợi mà nếu các bạn bóp keo nhiều thì nó suy dư keo ra và nó tràn keo, nó không có đẹp ha. Đã đi sợi thì mình họ làm không có kính, nó sẽ có những cái khe hở giữa các sợi giấy. Thì mà nếu như mình trét keo nhiều thì nó sẽ tràn keo, nó không có đẹp. Còn đây là trét keo nhiều. Đây, đây gọi là keo nhiều nè. Cái này là các bạn nên tập bóp, bóp cái chai keo của mình cho nó ít ít như ở trên đây. Là các bạn tập ra ngoài tờ giấy hay là cái gì đó cũng được ha. Nên tập trước khi làm cái này ha. Các bạn mà làm nhiều keo quá thì nó sẽ tràn keo, không có đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào viền nha. Các bạn đã tập trét keo chưa? Nhớ là tập trước khi trét vào đây nha. Tập thật nhiều lên. Cái này là tranh này chúng ta phải làm quen tay chúng ta mới làm đẹp được, không thể nào mà một lần mà chúng ta làm đẹp được. Đây, các bạn cố gắng nhìn cái mà chúng ta đã vẽ ở dưới nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem, chúng ta sẽ nhìn cái bảng này ha. Chúng ta sẽ đi viền từ đây nha.
từ đây lên tới đây trước nha. Rồi các bạn có thấy vui trái keo không? Các bạn trái keo ít hơn như vậy nữa càng tốt nha, chắc nhiều hơn là nó không có đẹp đâu. Bây giờ chúng ta để mà viền đẹp thì chúng ta sẽ lấy hai sợi giấy nha, hai sợi giấy cùng màu, tùy theo các bạn sáng tạo nữa, đây là Phương hướng dẫn thôi ha. Còn các bạn thích như thế nào vậy, mình sẽ dán hai cái đầu sợi giấy này vào nhau, dán để cho nó sẽ dính khi mà lúc chúng ta viền nha. Này rồi các bạn quan sát cái cách mà Phương cầm cây nhíp thẳng nha và cây nhíp cong như thế nào nha. Cây nhíp cong thì chúng ta sẽ cầm như thế này ha, rồi cây nhíp thẳng thì chúng ta sẽ cầm như thế này đây. Nhíp thì chúng ta dùng để vuốt cái sợi giấy đi theo cái đường mà chúng ta muốn. Còn tay, cái tay chúng ta thì chúng ta dịnh sợi giấy dặn cho nó cố định. Sau đó chúng ta dùng cái nhíp á, chúng ta dùng mũi nhíp ta vuốt keo lại, còn cái thừa này chúng ta vuốt ra hết. Rồi chúng ta dùng kéo cắt. Rồi ở đây đó bị hở rồi ha, chúng ta sẽ dùng cây nhíp ấy một tí keo rét vào. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ dùng nhíp chỉnh vuốt lại ha, đặng cho nó mượt cái đường ha. Rồi tiếp theo là cái hướng của sợi giấy đi. Đấy, sẽ đi xuống đây nha. Đây các bạn nhìn làm thì chúng ta nhìn theo cái coi này chúng ta sẽ biết làm thôi. Đây để mình cắt cái này ra. Đây, các bạn nhìn Phương sẽ chỉ cho các bạn xem rất là dễ nhìn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi theo cái đường này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi theo cái đường này. Còn những cái sợi như thế này chúng ta sẽ thêm vào sau ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt tay làm tiếp nha. Để mà đẹp thì chúng ta cũng nhập hai sợi như thế này.
Các bạn nên lưu ý một điều là khi mà chúng ta trét keo sữa thì chúng ta cố gắng chúng ta làm liền nha. Chúng ta không nên để lâu, vì để lâu thì keo sữa nó sẽ khô và chúng ta sẽ đặt sợi giấy vào nó bị khó nha, nó không có dính nữa. Không dính thì chúng ta phải trét lần hai, làm như vậy thì chúng ta bức tranh là sẽ keo rất là nhiều, không có đẹp. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục làm những cái đường tiếp theo mà Phương đã hướng dẫn nha. Đây là thành phẩm của Phương. Rồi bây giờ Phương sẽ hướng dẫn các bạn làm, lưu ý các bạn trong vấn đề dán keo ha. Mình có 3 cách để dán keo, để dán sợi giấy nào vào cái hình này ha. Có 3 cách. Cách thứ nhất là theo Phương, hồi nãy Phương vừa nói với các bạn là chúng ta sẽ dùng chai keo sữa này, dùng cái tay bóp tiết chế keo lại, là bóp ít keo ra thôi ha. Cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái nhíp này, cách như thế này và lọt lên. Để Phương đổi tay, tại vì Phương không có thuận tay này ha. Rồi chúng ta sẽ trét chai keo trực tiếp lên, trét ít thôi nha. Và cái nào dư á thì chúng ta sẽ để tay vuốt. Rồi chúng ta sẽ đặt vào đây. Cỏ này rất dễ nha, các bạn nhìn cái hướng của nó là các bạn làm theo nha. Rồi một cái cách thứ ba nữa là chúng ta sẽ chuẩn bị cái đồ để tráng keo, thì chúng ta còn lấy một cái bao mũ hay một cái tấm nhựa mà miễn là nó phẳng nha. Rồi đây Phương đã chuẩn bị đây đó. Chúng ta sẽ chấm ở đây. Rồi chúng ta đặt vô. Rồi các bạn xem, rồi các bạn cùng nhau thử cái cách Phương hướng dẫn xem là mình có thực hiện được cái bức tranh này và dán nó ít keo và nó đẹp không nha. Xin chào các bạn, Phương đã quay trở lại rồi đây. Đây là tác phẩm của Phương. Không biết tác phẩm của bạn, các bạn như thế nào ha? Có thể chúng ta làm lần đầu sẽ không đẹp, nhưng mà chúng ta làm nhiều lần thì chắc chắn sẽ đẹp thôi. Tại vì tranh này chủ yếu là do tính chất quen tay thôi. Lúc trước Phương làm rất là xấu, cái tấm đầu tiên Phương làm rất là xấu, không có được như thế này đâu. Phương làm nghề này là cũng 3 năm rồi nên là Phương quen tay. Các bạn cũng vậy, khi mà các bạn quen tay thì các bạn sẽ làm nó rất là đẹp. Rồi, bây giờ Phương sẽ hướng dẫn các bạn làm thân cây nha. Thân cây khá là dễ nha, không có khó đâu. Chỉ cần các bạn chịu khó, chúng ta để ý tí xíu là chúng ta sẽ làm được. Thân cây thì các bạn thấy là ở dưới đây là có những cái đường sẵn nè ha. Là một được cái đường màu kem nè ha, màu nâu nè ha. Ngay đây là những cái đường màu đen nè ha. Có những cái đường sẵn rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần trét keo lên cái đường này và dán vào hoa là xong ha. Phương sẽ làm thử một đường cho các bạn xem ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ viền
Các bạn lưu ý nha, những cái lá thì chúng ta đã làm rồi thì chúng ta không nên chạm tay mạnh vào đây nha, nó sẽ gãy những cái lá này không có đẹp nha. Bây giờ chúng ta sẽ viền thân cây. Tương tự như lúc nãy chúng ta cũng nhập đôi sợi giấy lại. Và chúng ta sẽ dùng keo trét ít thôi nha, do cái tay chúng ta bóp thôi. Hồi nãy Phương có chia sẻ với các bạn là các bạn còn phải tập cái này ở bên ngoài, tập cái bờ chuyện bóp keo cho nó ít ở bên ngoài ha. Chúng ta chỉ còn đặt theo đường thôi. Những cái đường này thì chúng ta sẽ chừa lại một lát, chúng ta sẽ làm nha các bạn. Chúng ta làm những cái đường to trước. Rồi bây giờ Phương sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà bẻ cái cây này hình cho nó nhọn nha. Các bạn quan sát nha. Cây nhíp Phương sẽ để ngay vị trí mà các bạn muốn bẻ ha. Một tay Phương sẽ làm như vậy. Rồi chúng ta đã đạo được đường cong như nó rồi đó. Chúng ta viền tiếp tục ha. Rồi Phương có một số lưu ý khi mà các bạn viền cái thân cây này. Thứ nhất là chúng ta nên hạn chế cái việc trét keo, chúng ta nên trét keo rất ít. Thứ nhì là các bạn nên tạo theo hình dáng, đúng hình dáng của cái cây. Thứ ba là các bạn nên dùng tay
giữ cái sợi giấy lâu, khi mà các bạn viền các bạn phải giữ lâu thì nó mới dính được nha. Các bạn giữ mà các bạn buông ra liền thì nó sẽ không có dính nha. Giữ khoảng 2 đến 3 giây tùy theo, nếu mà các bạn trét keo nhiều quá thì các bạn giữ lâu, tại vì trét keo nhiều nó lâu khô lắm, còn trét keo ít thì nó nhanh khô lắm nha. Bạn nhớ là khi viền, để cái đường viền chúng ta được cứng chắc thì các bạn nên viền 2 sợi nha. Trước khi viền 2 sợi chúng ta nên dán 2 sợi dính vào nhau để tránh cái trường hợp khi viền nó sẽ bị bung ra ha. Rồi, Phương đã hoàn thành được một phần viền ha, các bạn xem nha, keo ít nha, không có nhiều nha các bạn. Còn cái việc mà các bạn trét keo được ít thì các bạn phải do cái tay các bạn tự thiết chế thôi ha. Rồi, các bạn cùng nhau thực hiện với Phương cho đến hết cái cây này nha. Thế là Phương đã hoàn thành và viền xong cái thân cây màu nâu rồi, keo rất là ít. Cái cây này một lát mình cũng sẽ đi sợi y chang là lá vậy, nên là mình còn phải ít keo nha các bạn. Rồi bây giờ Phương sẽ hướng dẫn các bạn cắt hình ảnh của hai một nam và một nữ. Đây, này các bạn dùng kéo cắt ra nha, chúng ta cắt cẩn thận nha, cắt theo những cái đường đen này rồi chúng ta dán vào ha. Bạn nào mà vẽ đẹp thì chúng ta cũng có thể vẽ ra, nhưng mà để mà chính xác á thì chúng ta nên cắt cho nó chính xác hình ảnh ha, tại vì vẽ ra thì nhiều khi mình vẽ không có được đẹp. Phương đã cắt xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình dán ha. Mình dán thì mình cũng dán y chang hơn cây hồi sáng Phương hướng dẫn các bạn vậy đó. Cũng trét keo sữa nhưng mà trét ít thôi. Sau đó mình sẽ canh cái vị trí này nó nằm ở đâu thì mình đặt vào thôi. Khá là đơn giản, không có khó. Các bạn lúc mà đặt xuống á thì các bạn cố gắng canh nha, chứ khi mà mình đặt xuống rồi mình là mình dở lên là nó rách á. Rồi sau đó mình dùng nhíp mình vuốt lại những cái đường keo hoặc là chỉnh sổ theo ý mình muốn. Rồi Phương đã dán và hai con người vào rồi nha các bạn. Bây giờ Phương sẽ hướng dẫn các bạn làm các phần dưới đây ha.
Các bạn thấy cho phương sĩ màu nâu nha. Chúng ta cắt ra làm 8. Rồi mình xoắn nha, mình xoắn như thế này là mình đặt vào thôi. Các bạn xoắn xong các bạn nhấn mối nha. Phương đang nhấn mối đây. Rồi. Rồi Phương đã hướng dẫn các bạn làm cỏ nè, làm hai con người dán vào ha, cái ghế ha và cái thân cây luôn. Rồi các bạn cứ làm thử nha, có gì thì cứ inbox cho Phương, Phương sẽ hướng dẫn lại kỹ cái phần đó. Rồi chúc các bạn làm thành công, xin chào và hẹn gặp lại ạ.